Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới luôn vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa quý vị và các bạn, với thời buổi công nghệ phát triển như hiện nay thì tất cả các mẫu xe bây giờ đua nhau đưa những cái phần công nghệ vào trong xe, áp dụng những cái công nghệ đưa vào trong xe rất là nhiều ạ. Cụ thể là hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về một chiếc xe ở cái phân khúc nhỏ nhất thôi ạ. Ở cái phân khúc hạng A, đó chính là chiếc xe Kia Morning. Thưa với quý vị và các bạn, ở chiếc xe Kia Morning thôi, nhưng mà Kia cũng đã trang bị cho chiếc Morning này full option hết rồi, đầy đủ option rồi ạ. Vì quý vị và các bạn nhìn qua về cái phần bên ngoài, về cái phần ngoại thất thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi ạ. Từ cái phần đèn pha cũng là đèn bi xenon, đèn led, đèn gầm cũng là đèn bi hết rồi ạ. Đấy quý vị và các bạn xem đây ạ, la răng đúc, khóa điện, gương gập điện, đầy đủ hết tất cả option rồi. Chưa kể đến phần công nghệ bên trong thì xe cũng đã được trang bị, ví dụ như là đầu DVD, màn hình trung tâm giải trí đa phương tiện, camera lùi. Cái màn hình giải trí đa phương tiện này thì nó tích hợp lên tất cả các tính năng, ví dụ như là bản đồ này, GPS dẫn đường, tất cả có đầy đủ hết trên chiếc xe Kia Morning này rồi. Và điều hòa thì cũng đã là điều hòa tự động, vô lăng cũng đã được tích hợp các phím điều khiển. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay, tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn đến quý vị và các bạn, đó là chiếc xe Kia Morning. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, và chiếc xe sau 2 năm thì cũng đã chạy được 2.4 km rồi. Với chiếc xe này thì tôi không phải giới thiệu cho quý vị và các bạn nhiều về phần chất lượng nữa, tại vì là tôi sẽ cam kết luôn với quý vị và các bạn, tất cả những chiếc xe mà chúng tôi đang bán, chúng tôi đăng lên trên kênh YouTube này, tôi đều cam kết với quý vị và các bạn là thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản ạ. Thì với chiếc xe này mới sau 2 năm sử dụng thôi, thì quý vị các bạn xem thì quý vị cũng đã biết rồi ạ, nó còn rất mới ạ, không khác gì một chiếc xe mới luôn đấy ạ. Chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về và chúng tôi cũng không dọn dẹp gì đâu, để nguyên bản, để cho nó còn nguyên cái mùi mới của xe ạ. Tại vì bước lên xe này vẫn còn nguyên cái mùi mới của xe. Chứ bây giờ nếu như chúng tôi đem đi dọn dẹp đi thì nó sẽ hết cái mùi của xe và nó sẽ toàn là cái mùi xi, mùi nước tẩy để đánh tẩy nội thất, đánh tẩy khoang máy. Đấy, cho nên là chúng tôi sẽ không dọn dẹp, chứ này chúng tôi để nguyên bản. Và chiếc xe này thì không xước sát một chỗ nào cả, tất cả là còn nguyên bản, nước, sơn, zin còn nguyên bản hết ạ. Tất cả còn nguyên bản hết và chúng tôi không phải làm gì cả. Tôi vừa mới mua về đây, tất cả các thứ là tôi sẽ đăng lên cho quý vị các bạn xem luôn ạ. Còn chưa kịp rửa cơ, vừa mới mua về, tất cả có những chỗ còn đồ của chủ xe bỏ lại ở trên xe vẫn còn nguyên đấy ạ, tôi chưa dọn dẹp gì cả. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning 2018 chạy 2.4 km này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn ạ. Và nếu như quý vị các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Morning này thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn đến địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi sẽ bán với giá là 345 triệu đồng và chiếc xe này chúng tôi vẫn có thể làm trả góp cho quý vị và các bạn đấy ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 345 triệu đồng. Vâng, chỉ 345 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe đời rất là cao, Kia Morning 2018 này ạ. Và nếu như quý vị các bạn chưa thu xếp đầy đủ về tài chính thì chúng tôi sẵn sàng làm trả góp cho quý vị các bạn. Chỉ cần bỏ ra khoảng 100 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Kia Morning 2018 này rồi đấy ạ. Thủ tục làm trả góp thì cũng rất là nhanh gọn đó, chúng tôi sẽ làm cho quý vị các bạn từ 3 đến 5 ngày thì là xong hồ sơ và quý vị các bạn có thể nhận xe và sử dụng được rồi. Và nếu như quý vị các bạn đã ở tỉnh mà muốn sở hữu chiếc xe này thì chúng tôi có thể hỗ trợ cái thủ tục rút hồ sơ cho quý vị các bạn, rút hồ sơ để quý vị các bạn có thể sang tên chính chủ quý vị các bạn ạ. Vậy quý vị các bạn nào đang quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị các bạn muốn xem xe trực tiếp
Muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Đến với cửa hàng chúng tôi thì quý vị và các bạn có thể được xem rất là nhiều chiếc xe khác nữa. Hiện tại cùng tầm tiền thì chúng tôi còn đang còn một chiếc xe Kia Morning 2017 hoặc là Kia Morning Van 2012, ít tiền hơn, khoảng hơn 200 triệu đồng thôi. Hoặc là có những xe là nhiều tiền hơn. Và tại cửa hàng chúng tôi còn rất nhiều những chiếc xe ở cái phân khúc hạng SUV hoặc những chiếc xe sedan, hatchback, chúng tôi đang có đầy đủ hết cả. Vậy nếu như quý vị và bạn đang có nhu cầu mua ô tô thì chúng tôi sẽ mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi để được tham khảo những chiếc xe đang bày bán tại cửa hàng chúng tôi ạ. Cửa hàng chúng tôi thì luôn cam kết những chiếc xe mà chúng tôi bán ra là thứ nhất là không tai nạn, không đâm đụng, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Máy móc còn nguyên bản hết ạ. Vâng, và hiện tại cửa hàng chúng tôi cũng đang có rất là nhiều chương trình, ví dụ như chúng tôi đang muốn mua bán hoặc đổi xe, chúng tôi đều đổi hết ạ. Quý vị các bạn nào đang đi xe đời thấp hơn hoặc muốn đổi những chiếc xe đời cao hơn thì quý vị các bạn đem qua, chúng tôi sẵn sàng đổi cát cho quý vị các bạn để thuận tiện cho quý vị các bạn không phải đem bán xe ở đâu mà quý vị các bạn bán ngay cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đổi xe cho quý vị các bạn, đổi cát thôi ạ, giá thì rất là hợp lý. Hoặc nếu như quý vị các bạn nào mà đang có nhu cầu cần giải quyết về tiền, về tài chính mà lại muốn bán xe, chưa có nhu cầu đổi và muốn bán xe để cần tiền giải quyết công việc thì mời quý vị các bạn hãy qua với chúng tôi ạ. Chúng tôi sẵn sàng mua tất cả các loại xe ô tô từ 1-200 triệu đồng cho đến 1 vài tỷ, chúng tôi cũng mua hết ạ. Tất cả các loại xe ô tô cũ chúng tôi đều thu mua hết ạ. Và nếu như quý vị các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy share clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách ạ. Quý vị và các bạn đang có nhu cầu mua bán xe ô tô cũ, xin quý vị các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn miễn phí cho quý vị và các bạn ạ. Chúng tôi tư vấn miễn phí 24/7 tất cả những lúc nào mà quý vị các bạn cần, cứ liên hệ với chúng tôi theo số hotline là 0905 608 883, chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho quý vị và các bạn ngay và luôn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi clip ạ.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.